Trao đổi với kênh VTC14, Cục Thú Y cho biết vấn đề khó khăn nhất trong công tác xét nghiệm virus H7N9 ở nước ta là hiện chúng ta chưa có mồi thử. Thời gian qua, Cục Thú Y mới chỉ nhận được mồi thử tuyết H7 từ Tổ chức Thú Y Thế giới, còn mồi thử cho tuyết 19 thì chưa có. Sớm nhất phải sang tuần sau, cơ quan này mới xác định được hai mẫu trên có phải là H7N9 hay không. Các chuyên gia dịch tễ nhận định, không loại trừ khả năng ở Việt Nam thời điểm này cũng đã có ca mắc cúm A h 7 n 9 nhưng chưa được phát hiện để giám sát. Chính vì vậy, các ca bệnh đang điều trị tại bệnh viện, kể cả những trường hợp viêm đường hô hấp cấp phải được giám sát chặt chẽ hơn nữa.